Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 1 tập 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 18A. Câu số 1, trả lời nào đúng? Chúng ta xem bài mẫu. Cái trái cây này cộng với 5 là bằng 10. Như vậy trái cây này là bằng số mấy? A số 4, B số 5, C và số 6. Thì ngay chỗ này là B là số 5 là hợp lý nhất, là 5 ta cộng 5 là bằng 10. Rồi tương tự 8 ta trừ cho bao nhiêu là bằng 6. Như vậy chỗ này là 8 ta trừ cho 2 là bằng 6. Như vậy trái cây này nó sẽ là bằng 2. Đây A. 3 ta cộng cho 4 sẽ bằng 7. Như vậy trái cây này nó sẽ là bằng 7 bằng 4 nhầm. Đây B là bằng 4. 10 ta trừ cho 1 là bằng 9, như vậy trái cây này sẽ là bằng 1. Đây C. Trái cây này ta cộng với 4 là bằng 8, như vậy là 4 cộng 4 là bằng 8, như vậy trái cây này nó sẽ là bằng 4. Đây câu A. 9 ta trừ cho 6 là bằng 3, như vậy trái cây này nó sẽ là bằng 6. Đây câu C. Ta qua bài số 2. Tìm kết quả của phép tính. Chúng ta xem cái bài mẫu. 5 ta cộng 3 là bằng 8, ta nấu vào đây. Rồi. 10 ta trừ 7 là bằng 3. Chúng ta nấu vào đây. 2 ta cộng 7 là bằng 9. Đây, số 9 đây. 8 ta trừ 4 là bằng 4. Đây. 6 cộng 4 là bằng 10. 9 ta trừ cho 8 là bằng 1. Chúng ta qua bài số 3. Điền số rồi tính nhẩm. Rồi, cái tương ứng này. Cái này tương ứng số 0, quả trứng tương ứng số 1, trái cam tương ứng số 2, cái bắp cải này là số 3, bánh mì là số 4, cái này là số 5, nho là số 6, trái táo là số 7, bắp là số 8, quả cà chua là số 9 và chuối là số 10. Rồi, chúng ta điền. Đây cái này chúng ta nhìn lên chúng ta thấy số 0. Nào. Cái này là số 5. Nào. Rồi, cái quả cam là số 2. Như là 0 ta cộng 5 là 5, 5 ta cộng 2 là bằng 7. Tương tự. Rồi, cái bắp cải này là số 3. Nho là số 6. Bánh mì là số 4. 3 ta cộng 6 là bằng 9. 9 ta trừ 4 là bằng 5. Chuối là số 10. Trái táo là 7. Trứng gà là số 1. 10 ta trừ 7 là bằng 3, 3 ta trừ 1 là bằng 2. Bài này thì bài mẫu. Đó. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài số 4. Chọn hai hình khi ghép lại sẽ tạo được thành hình cho trước. Bài mẫu người ta họ chọn hai hình này ghép lại thành hình này. Rồi tiếp theo chúng ta qua cái này. Đây là cái hình chữ nhật. Chúng ta cái hình vuông này thì chúng ta không chọn được rồi. Cái hình này với hình này chúng ta không chọn được rồi, tại vì nó nhỏ hơn. Rồi còn hình này với lại cái hình này để thầy coi, thầy lấy thước thầy đo coi thầy xem. Rồi chúng ta thấy hai cái hình này nè. Cái hình này với hình này chúng ta ghép lại. Ta ghép kiểu này nè. Đây xịt vô đây, đây xịt vô đây. Rồi. Giờ chúng ta sẽ chọn hình này và hình này. Chúng ta sẽ tô màu đỏ. Rồi.
Rồi có hình tròn. Hình tròn thì chúng ta thấy là hai cái nửa này nè. À, hai cái nửa này thì nó ra một hình tròn. À, màu vàng. Rồi còn cái hình vuông này thì hai cái hình này. Nè. Hai hình này chúng ta ghép lại. Rồi chúng ta qua bài số 5. Nhìn hình, viết phép tính thích hợp. Bài mẫu. 1 cộng cho 3 bằng 4. À, đếm số con bò cộng với lại số con vịt. Con bò có 1 con và con vịt này thì có là 3 con. Đây người ta họ ghi là 3 con, 1 2 3. Đây 1 2 3. 3 con. 1 cộng 3 bằng 4. Nha. 1 cộng 3 bằng 4. Tương tự bên này chúng ta sẽ đếm thế này. À, đếm này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5. 5 cộng với lại 1 2 3, cái lậu này là 3 là bằng 8. Và cái này là 5, này là 3 là bằng 8. Bài này đếm cái bạn nữ và bạn nam. Bạn nữ thì bạn nữ là 1 bạn, 2 bạn, 3 bạn. Cộng với bạn nam 1, 2, 3, 4 bạn. À, 4 bạn như vậy là bằng tổng cộng là 7 bạn. 3, 4 à, là 7 bạn. Nó qua bài số 6. Viết phép tính tương ứng với các sự vật rồi nhẩm kết quả. Chúng ta thấy là trong này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. Hai cái hình hộp chữ nhật và ba cái khối lập phương. Thì người ta họ lấy ra hai cái. À, lấy ra hai cái. À, cái này và cái này. À, như vậy chúng ta có tổng cộng là 5 cái. Được. 5 cái. 5 cái là trừ cho hai cái. À, hai cái này là bằng 3. Hoặc ngược lại, ta lấy 5. À, ta trừ cho ba cái, còn như vậy ta để lại là ba cái, vậy thì là được là hai cái. À, rồi bài này 1 2 3 4 5 6. À, 6 ta trừ đi thì hai cái. À, như vậy là bằng 4 cái. Chúng ta qua bài số 7. Tô màu và điền số theo quy luật. Rồi chúng ta xem cái quy luật cái gì đây. Chúng ta thấy này, 0 0 hai con số 0, rồi hai con số 2, rồi hai con số 4, rồi tới hai con số 6. Rồi tới hai con số 8. Được chưa? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và này là 0. Rồi chúng ta thay chú ý nè. Tôi thấy 0 ta cộng 9 là bằng 9. 1 ta cộng 0 là bằng 1, ta cộng 8 là bằng 9. 2 ta cộng 7 là bằng 9. 1 ta cộng với 2 là bằng 3, 3 ta cộng với 6 là bằng 9, 4 cộng 5 là bằng 9. 1 ta cộng với 4 là bằng 5, 5 ta cộng 4 là bằng 9, 6 cộng 3 là bằng 9. Như vậy ngay chỗ này là 6 ta cộng 2 là bằng 8, ta cộng 1 nữa là bằng 9. 8 cộng 1 là bằng 9. 8 cộng 0 là bằng 8, 8 ta cộng 1 nữa là bằng 9. À. Rồi chúng ta tô màu. Đỏ này. Rồi tới cái màu này, rồi tới màu vàng, rồi tới màu xanh này, rồi tới màu đỏ, rồi tới này. Tiếp theo nó sẽ là tới là màu vàng đó. Rồi màu vàng là tới màu xanh này đó, màu xanh này, màu xanh lá này. Rồi màu xanh lá là tới màu xanh nước biển này nè, nó thay có quy luật vậy đó.
Rồi, bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.